Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Cương TV ạ. À. Cái nhật xin chọn ai là ca sĩ Việt Nam điển trai nhất Bát Trường. Đây là các ca sĩ lần này. Không chết. Những mình lần trước thể hiện sự rất chờ của các bạn. Vì vậy mình đã thay đổi ảnh rồi nhé. Địa điểm lần này là Biển Đông. Xin chào các bạn. Mình là Việt Nam Cương đây. Lần này là thải bộ Biển Đông. Nồng quá. Nhưng mà mình sẽ phong bóng tất như người. Mình sẽ khó khăn đâu. Ok, let's go. コメントはやめてください。お願いします。はい、それでは今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。